Thuốc Glucotrigine được chiết xuất từ các thảo dược quý như hồng sâm, linh chi, nhung hươu, sữa ong chúa, có tác dụng gia tăng khả năng thể chất và tinh thần, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giảm cholesterol trong máu, điều hòa nội tiết, phòng chống lão hóa, ngăn ngừa mụn trứng cá. Không dùng Glucotrigine cho người bị tăng huyết áp, bệnh tự miễn, đang chảy máu, tiêu chảy, trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú.